Vâng, xin chào tất cả mọi người thì Hiện tại đơn vị chúng tôi đang có mặt tại nhà khách hàng Anh Vĩ tại Đà Nạt Đây là một trong những khu vực mà uh, thuộc đường phát triển liên huyện Và rất là phát triển anh chị nhé Hiện tại thì uh, tại khu vực Đà Nạt này thì mọi người đang là hoạt động và lưu thương bình thường uh, Như mọi người đang thấy hình ảnh đó là một cặp giặt sấy công nghiệp với giải công suất 16kg uh, Trải qua quá trình tìm hiểu với các đơn vị máy từ dòng máy giặt công nghiệp bãi tới những đơn vị cung cấp và phân phối những thiết bị dòng công nghiệp mới hiện đại anh đã kết hợp với đơn vị giặt là sạch cộng bên em à, hình ảnh mọi người đang thấy đây là thiết bị máy đang chuẩn bị đưa vào bệ và đang trong quá trình hoàn thiện lắp đặt anh chị nhé thì trong quá trình khi kết hợp với đơn vị thì anh chị sẽ được hưởng những chính sách đó là hỗ trợ chuyên môn nghề đào tạo tại nhà thứ hai đó là mọi những chính sách ưu đãi liên quan đến trong Uh, ngành nghề liên quan đến uh, về chính sách mà công ty hỗ trợ thì những vấn đề anh chị quan tâm như là đầu tư thiết bị giặt sấy công nghiệp với giải công suất 16 kg thì bao nhiêu tiền cũng như là chúng ta lựa chọn những cái dòng máy nào mà có độ bền cao ổn định về chất lượng thì những chính sách đó anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp dưới uh, bài viết bằng cách comment hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của kênh đó là 0397742111 và khi trong quá trình lắp đặt thiết bị máy về tới chân công trình để hoàn thiện một mô hình giặt sấy công nghiệp thì chúng ta cần chuẩn bị những gì? Đó là những vấn đề mà anh chị quan tâm khi mà tìm hiểu cũng như là trước khi chúng ta vận hành hoàn thiện một cái mô hình giặt sấy công nghiệp. À như anh chị đang thấy đằng sau đó là một chiếc máy bơm tăng áp và tiếp theo đó là hình ảnh của bệ máy và những vấn đề liên quan thì anh chị cần tìm hiểu chi tiết hơn thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em nhé à, và giờ thì xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo xin chào tất cả mọi người